Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Loạt doanh nghiệp vàng toát mồ hôi hột khi nghe ngân hàng bán vàng. Theo báo Vietnamnet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới tại Việt Nam cho hay, việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng tương tự như đấu thầu vàng. Đây là biện pháp tích cực, nhưng kết quả thành công hay không còn phụ thuộc vào yếu tố giá bán ra. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác Ngân hàng Nhà nước bán cho nhóm Big Four với giá nào và các ngân hàng này sẽ bán cho người dân với giá ra sao. Nếu Ngân hàng Nhà nước nói giá bán căn cứ theo giá thế giới, mà hiện giá vàng quốc tế khoảng 72-73 triệu đồng một lượng, thì giá bán ra mức 80 triệu đồng một lượng là tuyệt vời, chỉ chênh lệch 5-7 triệu đồng một lượng. Ông Khánh nói, tuy nhiên, theo chuyên gia, còn phụ thuộc vào số lượng vàng bán ra. Nếu ít quá, giá cũng khó giảm dù bán rẻ. Bán ra bao nhiêu, mua hết bấy nhiêu, lại khan hàng, giá sẽ tăng trở lại. Do đó, cần bán ra ít nhất khoảng 3-4 tấn trong vòng 1 tháng mới có thể giảm về giá mong muốn. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng, giải pháp Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng giống như đấu thầu vàng. Tuy nhiên, tại sao chỉ có nhóm Big Four được phép tham gia mà không phải những ngân hàng khác? Giá ấn định của Ngân hàng Nhà nước là bao nhiêu? Lợi nhuận của nhóm Big Four là bao nhiêu? Nếu ngân hàng thấy không có lời, họ sẽ không mặn mà tham gia dù Ngân hàng Nhà nước giao. Chỉ đạo phải làm thì họ sẽ làm. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Nhà nước cần minh bạch giá bán cho nhóm Big Four và giá các ngân hàng bán ra cho người dân để tránh ưu tiên cho người nhà. Nếu giá bán ra sát với giá thế giới, người dân sẽ mua rất nhiều. Song ông Huân băn khoăn, nếu nhiều người mua thì có đủ lượng cung hay không? Khi người dân mua nhiều, liệu ngân hàng có lại bán giá cao? Doanh nghiệp kinh doanh vàng hết cửa làm giá. Cũng chia sẻ với báo Vietnamnet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương đánh giá, phương án can thiệp mới của Ngân hàng Nhà nước tích cực có tính khả thi hiệu quả hơn so với phương án đấu thầu vàng, do nhà nước sẽ quyết định giá theo mong muốn để thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới. Còn trước đây, giá do các doanh nghiệp và ngân hàng quyết định dựa theo nhu cầu và lợi nhuận nên khó làm cho giá bình ổn. Thay vì các doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ động phát giá, niêm yết giá theo ý muốn của họ dựa trên cung cầu như trước, thì sắp tới họ có thể phải nhìn vào giá của nhóm Big Four để đưa ra mức giá riêng, ông Phương cho hay. Theo vị chuyên gia này, với việc thay thế bằng phương án cho nhóm Big Four bán vàng ra theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước, giá bán căn cứ theo giá thế giới cộng với một phần biên lợi nhuận nào đó để cho ra mức giá bán hợp lý. Theo kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước, điều này sẽ tạo nên hiệu ứng tâm lý. Nhiều người sẽ không còn đầu cơ tích trữ. Thị trường đã xuất hiện lực bán, giá đã bắt đầu suy giảm. Khi bán vàng qua nhóm Big Four, vàng sẽ đến tay người dân, các doanh nghiệp, tổ chức không được mua. Điều này sẽ triệt tiêu bớt việc găm hàng đẩy giá, nhất là với nguồn lực dồi dào và mạng lưới rộng khắp của nhóm Big Four. Cơ bản, thị trường vàng sẽ từng bước giảm về mức giá hợp lý hơn, ông Phương nói thêm. Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cũng cho rằng, việc các ngân hàng Big Four trực tiếp bán vàng tới người dân sẽ không ảnh hưởng gì tới nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trang sức, bởi họ vẫn có lượng khách hàng riêng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giá bán theo giá của các ngân hàng quốc doanh, giá bán cao hơn sẽ không có người mua. Tôi không nghĩ các doanh nghiệp kinh doanh vàng làm giá. Giá vàng trong nước giảm mạnh do nhiều người đi bán vàng hơn mua, do tâm lý người tiêu dùng, tâm lý thị trường, nhất là khi các doanh nghiệp đang bị thanh tra, họ không dạy gì làm giá, ông Khánh phân tích. Thời gian tới khi có kết quả thanh tra sẽ biết rõ doanh nghiệp có làm giá hay không. Ngoài ra, khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp cho nhóm Big Four, các ngân hàng này sử dụng hệ thống phân phối rộng khắp của mình để bán vàng lẻ, từ đó sẽ thấy được nhu cầu thực sự trên thị trường. Tuy nhiên, theo ông Khánh, ngân hàng bán vàng cũng chỉ là giải pháp can thiệp ngắn hạn, còn dài hạn vẫn phải sửa đổi Nghị định 24, xem xét lại vấn đề độc quyền vàng miếng SJC có cần thiết nữa hay không. Cùng với đó, phải cho nhập khẩu vàng nguyên liệu. Bình ổn thị trường vàng, không đạt mục tiêu lợi nhuận. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, sau khi mua vàng của Ngân hàng Nhà nước,
ngân hàng này sẽ tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân ngay. Ngân hàng này cũng đang thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mắt là triển khai ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi xác định nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của chính phủ và ngân hàng nhà nước, nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận mà sẽ cung ứng với mức giá phù hợp trên cơ sở giá mua từ ngân hàng nhà nước. Việc này sẽ góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, ông Lâm khẳng định. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Aribank khẳng định, với lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, ngân hàng này đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3 tháng 6. Trước mắt, Aribank sẽ tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trước khi tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. Trước mắt, chúng tôi sẽ triển khai bán vàng cho các cá nhân có nhu cầu. Về cơ bản, các thủ tục sẽ rất thuận tiện, đơn giản. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền. Việc xuất hóa đơn thanh toán qua tài khoản giúp khẳng định được giao dịch hợp pháp, cũng là khẳng định quyền sở hữu của người mua. Điều này cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được các giao dịch, lượng vàng luân chuyển trong cá nhân, tổ chức và các đơn vị được phép kinh doanh vàng, ông Vượng cho biết. Cũng theo ông Vượng, với vai trò ngân hàng thương mại, Aribank đảm bảo cung ứng nhu cầu hợp pháp của người dân. Về giá bán, chúng tôi tham gia thị trường để bán vàng, không vì mục đích lợi nhuận mà quan trọng nhất là thực hiện mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế so với hiện nay, ông Vượng nhấn mạnh. Lãnh đạo Vietcombank cho biết cũng đang hoàn thiện thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua bán vàng miếng với ngân hàng nhà nước. Ngày 3 tháng 6, ngân hàng này sẽ trực tiếp bán vàng cho người dân có nhu cầu. Sau thông tin ngân hàng nhà nước thông qua một số ngân hàng để bán vàng trực tiếp cho người dân, giá vàng miếng SJC đã sập rất mạnh. Cụ thể, giá bán ra tại công ty SJC có lúc chỉ còn 88 triệu đồng một lượng, giá mua vào vàng miếng SJC chỉ còn 84,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, sau đó giá vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại. Đến 16 giờ cùng ngày, giá bán vàng miếng tại công ty này lên tới 88,8 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng một lượng so với buổi sáng. Giá mua vào là 86,3 triệu đồng một lượng, tăng 1,8 triệu đồng một lượng. Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC từ mức 87 triệu đồng một lượng tăng lên mức 88,3 triệu đồng một lượng, tăng 1,3 triệu đồng một lượng so với buổi sáng. Giá mua vào cũng tăng lên mức 86,3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, trái ngược với cách đây 2 tuần, với cảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng trên phố vàng Trần Nhân Tông. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 5, hoạt động giao dịch mua bán vàng khá ảm đạm. Khách đến chủ yếu là nắm diễn biến tình hình thị trường, tham khảo giá chứ giao dịch rất hạn chế. Tại nhiều cửa hàng ở đây, khách đến bán vẫn giao dịch bình thường, nhưng mua lại được cửa hàng báo hết vàng. Chị TV ở Long Biên, Hà Nội cho hay đi xem giá vàng giảm ra sao khi có thông tin 4 ngân hàng thương mại của nhà nước sẽ trực tiếp bán vàng cho người dân từ tuần sau. Chị này cũng như nhiều khách hàng khác đến tham khảo giá là chính và kỳ vọng giá vàng miếng SJC một vài ngày tới sẽ giảm. Lo ngại giá tiếp tục giảm, quyết định bán hai lượng vàng miếng SJC vừa mua ngày 11 tháng 5. Bà T, Đống Đa, Hà Nội kể phải cắt lỗ, chấp nhận lỗ hơn 2 triệu đồng một lượng. Cũng quyết định bán 3 lượng vàng miếng SJC để cắt lỗ, ông PS ở Hà Đông, Hà Nội than thở, ước tính thiệt hại hơn 10 triệu đồng sau gần 1 tháng mua vào vì giá mua là gần 90 triệu đồng một lượng. Theo ghi nhận, trước sự quyết liệt của ngân hàng nhà nước, một số người nắm giữ vàng miếng đã đi bán vàng vì lo giá sẽ sập mạnh. Tuy nhiên, do những đợt can thiệp trước, ít lâu sau giá vàng bật tăng trở lại. Do vậy, một số người nắm giữ vàng vẫn quan sát biến động của thị trường chứ chưa bán ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.